Em tính mua sắt gì làm gì đâu, em có thể chia sẻ chút được không em? Anh thì anh biết rồi đó. Nó mình chạy cảm giác sao mình tính dằn tạ lại em. Nặng quá hả? Rồi em vô trước đi. Tí nữa mình với Liêm đi xuống cái công ty sắt Bảo Bảo Khang. Cái mình cũng mua sắt để sẵn đây mình cũng chia sẻ mua sắt để mình làm cái họng đùi nè. Nguyên cái họng này. Cái họng riêng của người ta thì nó dày. Miếng này tầm khoảng cỡ 14 ly nè. Nó dày nè, khá là dày nè. Còn của mình giờ nó mỏng rồi. Mình thay nguyên cái họng từ chỗ này xuống đây như vậy. Mình tính khoảng 4 năm hôm nó mình mới đi lận. Thì sẵn Liêm mua sắt nè, cái hai anh em đi chung cho nó vui. Với lại mình mua sắt để mình hàng lại cái phà nữa. Mua rồi cái có ba gác ở dưới á, cái người ta chở về đây luôn. Hai anh em đi chung xe. Qua đi xúc cái nước trên kia cũng chưa lấy nữa. Chắc hai tranh thủ về sớm á, cái đi chỉnh lấy cái nước mà về nữa. Cầm cây vườn ngang luôn lên cho chắc luôn được. Trời ơi, phút này còn gì vui mà. Cái gì đâu, không xem. Anh sẽ ốp vô luôn được. Vậy xả ra ốp như vậy, ốp vô ai hàng cho được? Thì xả ra hả? Xả ra vậy mình trấn khúc này thôi. Mình làm khúc trong thôi, khúc này chừa đi. Nếu xả ra thì trấn khúc thôi. Chứ em ốp vô luôn ai hàng được. Vậy hả? Không ai hàng được nữa. Trong học của giữa sao hàng. Vậy không? Rồi, vậy anh đó. Sẵn đi cái mình mua sắt để mình làm cái này lại. Xả này ra bỏ nè. Thay nguyên cây luôn thì nó phí. Xả này bỏ, nó bị đường lên xuống xe nó bể hết rồi. Xả này bỏ ra. Làm miếng sắt từ trên đây xuống tới dưới này. Cho nó kiên cố này lại. Nhưng mà trước khi xả ra thì xả ra rồi mình mới âm khoe cái đường nứt này, chỗ này ra nè. Âm sâu xuống rồi hàng cấy xuống. Thì xong này là phóng bao lâu nữa em mới rời bến? Mai mốt về nè. Rồi mình đi luôn ha. Ở mai mốt hoài luôn ha em. Cũng mình lâu lâu mình về mà nghiên cứu lại cho xe mình chỉnh chu hết em. Cái gạo này anh nghĩ là em mới nói mới làm lại mới á. Đúng rồi, tại vì em lọt nó dày quá nè. Dày quá phải không? Với nó nhẫn đậu, nhẫn đít. Nhẫn đậu đít. Giờ phải cẩn thận. Cái này là em nói ra thêm là khoảng nhiêu ký nữa nè. Có 105 ký à. 105 ký. Cân tạ với xe này nó rộng nó dễ cân tạ lắm. Nguyên cái đít làm sao còn trống lỏng mà. Chứ làm sao. Cân tạ lại cho chạy nó làm để mốt hư mâm mình nè. Mâm này cũng tiện lắm. Này cái mâm này anh biết không? Biết. Thấy rồi. Nó mà nhịp cái là anh chạy những tháng trời là mạnh. Mình mầm hoang. Sau rồi sáng ngày mặt căng dữ em như dây đần em. Chắc hoàn cảnh này chút chắc anh đi với em chắc không được ha. Tại nãy giờ nhờ anh Thắng anh điện xuống trước rồi đó. Vậy chú anh lấy về đi ha. Xong có về cái anh em mình lấy ha. Hơi buồn chút rồi đó. Hả? Hơi buồn. Sao buồn? Tại vì hai anh em mình đi bên nhau mà cuối cùng họ kèo. Chứ giờ xe ba gác đợi sẵn ở dưới trơn rồi mà ha. Giờ hiện đại tài khoản mình chuyển quá xong rồi ha. Giúp anh cái ha. Ok. Rồi. Cái dòng Hitachi RX60-1 này thì nè, nối tạ dễ lắm. Mình mua sắt nè, mình cập vô trong thành này nè. Này có một tạ sẵn rồi nè. Cho nó nặng dằn xuống. Tính đi với lại Liêm nè, nhưng mà thấy ba gác có sẵn rồi anh Thắng anh điện thoại giùm ở dưới, người ta cắt sẵn cho mình hết trơn rồi. Thì mà ba gác đó cũng anh em với Liêm nữa. Rồi xong nhờ Liêm xuống dưới á, dưới cái bỏ xuống chở về thôi. Mình thì chút lấy cái nước nữa ở đây tháo cái bụng tắc nữa, quá trời công chuyện. Mà anh công nhận cái dòng X-1 này nó rộng dễ nối tạ. Mình nối tạ độ tạ. Em độ lên cái dẫn cái xe nó đầm ra liền ha. Nhấn lại mình ơi. Với bốn cục cao su máy.
chuyến này ghé đây cái đầu tư tới xe luôn tôi. Ừ. Dẫn luôn ha. Ừ. Em độ xe chứ không có độ nặng anh ơi. À, vậy là mình vợ mình có, con mình có rồi. Ừ, mình thương chiếc xe. Thương chiếc xe chứ không. Bảy nói vậy vợ cũng có chịu chết. rồi. Thằng làm gì anh Thắng? Tháo ra độ thước em. Dạ. Thước nó kích năng nó đâu lên, xung dòng xung mi kích năng không lên, giờ mình độ thước làm mình kích độc tác năng nó lên luôn. Dạ. Như ít vậy. Dạ. Vậy là con xe của anh Tòng này xong hết ha anh? Xong hết rồi. Còn độ thước nữa ảnh rời bến rồi. Cái này là mình độ thước năng không hả anh? Thước năng không em. Cái chỏ nó chờ mình hết nữa, nhưng mà xe này chỏ nó không có chờ cho nên khỏi cần độ thước chỏ. Bây giờ anh lấy hai thước năng ra, xử lý hai thước năng này lại. Dạ. Cái này là anh xử lý xong hết rồi phải không? Chưa hả? Lấy ra anh xử lý nè. À chưa hả? Ừ. Bây giờ kích lên thử em quay như thế nào. Rồi. Xách hai cái thước này vô. Và trong thời gian anh vô anh xử lý hay cái thước đó lại. Oh. Wow, cái này chạy giam Tân Phước anh ơi. Cái này xèn quá, cái này tụ nghiệp cái bơm luôn anh ơi, anh Ba Tổng này anh có thể nào em mở đằng cái đâu. Trời ơi, ủa này hai lớp luôn anh ơi. Hai lớp cửa. Này cái bơm này đó nó tội ác dữ lắm này anh ơi, nó làm quá trộn. Rồi cộng tối đi nóc nữa. Này. Hôm bữa là anh chia sẻ con chiếc xe này rồi, hình như là tới 10 cái ổ khóa hay gì á. Mà hôm bữa quên chia sẻ dưới này mớ nữa nè. Thêm mớ nữa. Lẹ chứ anh. Đâu nãy giờ cũng cả 2 tiếng rồi chứ. Em tưởng nửa buổi chứ anh làm gì lẹ anh. À anh phải đánh nhớ là em. Dạ. Vậy là anh ráp vô là mình tiến hành nổ máy hả? Đúng rồi. Dạ. Anh Ba Tòng thì anh ghé đây đóng bỏ gào. Với lại đóng cái gác trên. Thay hai kiếm nữa. Thay hai kiếm mới nữa. Hai kiếm mới. Toàn bộ gạo anh đóng là chẻ xin hết trơn ha. Ừ. Vậy thì mình xài bền. Thì khi mình bơm máy bò vô á, máy bò nó còn động trong đây nè, nó đâu có ra được đâu. Đúng rồi. Ừ. Đóng về thì nó tốc độ đóng nó chậm lắm. Với lại nó hao công, kỳ công. Ngon lắm anh. Ngon không? Hình như anh thấy bổ gạo em là không có công xin gì hết Liêm. Bổ gạo em tại vì đóng ở cơ sở khác anh. Cơ sở ha. Anh hãy đi nha. Cửa mở đồ xuống kìa. Chịu phá đồ rớt xuống á. Mở cửa ra luôn. Kéo cửa ra đóng cãi dễ thử Liêm ơi. Trời ơi trời chết nhỏ rồi. Bổ con cọp ơi. Đẩy gì má ơi. Đẩy giữ thằng vậy. Đẩy gì cái đường ray này không có. Không có đường ray. Rồi gạt cái lỗ nó gạt. Hãy chấp lên nè. Rồi cái cửa này giờ buộc dây hay sao lại đi. Mày đi xuống cái ấy rồi. Khoan, để mình buộc dây lại. Để trong thời gian thử. Kiếm nó kiếm ra đó. Ừ. Rồi. Nè, mày lắc đi. Ê, cho nó chạy khoảng chừng 2 phút 3 phút vậy lên. Cho nó bơm nhớt đều ha, thử ăn. Lẹ vậy, nãy giờ em làm mấy ông tá vậy? Đâu rồi? Xuống là giật phải không? Lên đây. Xuống lẹ. Xe xuống lẹ phải xử lý cái vụ xuống rồi. Xử lý vụ xuống cái nữa. Con trên cọp anh ơi. Kích cái lên liền. Cái nhỏ ơi. Lên mà nói vậy không buồn anh cọp. Ờ. Chưa thử xe động tác sẽ biết ai anh cọp. Lên không? Lấy chân ra đi. Em bay được rồi. Đó. Xung mi mà lên cái một lên luôn đó. Không có đụng đâu hết đi em. Đó. Này không có đụng đâu hết đó. Ừ. Một động tác thôi. Hả đúng em? Này ngon mà. Rồi. Đẹp đó. Này à, đăng lên cho lẹ không? Đăng ơi. Khoan, để ra xa xa Liêm ơi.
đi. Đó. Đó. Một động tác một lên ao ao luôn. Rồi. Mình tách làm đôi. Ê, rớt đâu vậy? Cứ kỹ thôi. Kiếm ra. Đâu rồi? Đó, còn dính nữa. Cái này lò xo nhiều lắm á, trong mấy cái đầu thấy. Này bằng rang luôn mà. Nè. Xin nó phải gò ra chít ha. Chưa chảy. Hả? Mà điều cái đó chưa chảy. Cứng ngắt luôn. Cứng mà chưa chảy. Xin này còn mềm. Mềm hả? Tại em muốn thay định vị chứ nó còn mềm. Còn được ha. Ừ. Này dắt thêm 5 nữa cũng được ha. Chảy bằng chim khác. Cái cát nước với cái cốc đề này thì mới đem về. Trong giờ nghỉ trưa này cái mình lên mình rắp. Sẵn trong đây cái mình xiết mấy bộ lon cánh quạt lại luôn. Có mấy con à? Liêm, hello đi Long An nè, có dẫn anh gặp đi không Liêm? Mua đồ gì không? Cưới gì? Đâu, cho anh mượn Liêm đi ấy thước anh gặp lại hả? Dạ phải không? Không gặp. Gặp bài bản quá. Thì xe ba gác gì tới chưa Liêm? Còn đi sao hả? Bên bỏ lại đi, chút 4-5 người khiêng vô nổi không ta? Nói hả? Giờ ai cũng làm chuyện hết trơn. Đầu sắt Liêm dữ không ta? Bên bỏ đại đi anh ơi. Miếng này để mình làm cái phà. Rồi dây lại. Hả? Thì là mấy con bự nó mấy nhỏ ôm vô. Rồi giữ lên đi. Hai miếng nó nặng. Rồi lên. Nó hơi đi không đồng rồi á. Rồi. Ê, chỉnh lại. Giật nặng nè, nguy hiểm. Rồi. Dễ vô đây, đẩy này vô. Đẩy vô luôn phải không?
Rồi. 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 Chế đầu cẩu không hay quá ta. Ủa, ê, ê. Giờ từ thôi. Vậy ơi, vậy ơi. Rồi, đâu xuống, xuống. Rồi, đúng rồi, ừ, nó, rồi, rồi, nhẹ thôi. Rồi, được rồi, được rồi. Quay nhẹ đây, Liêm ơi. Ê, dở lên, em quay qua, đừng có dây vô. Dở lên, cao cao một chút. Rồi. Ghê quá. Mày, có máy gì? Cái máy này. Liêm ơi. Ơi 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 ơi. Đó, đó ơi. Rồi ăn tới. Ơi 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 ơi. Ơi ơi ơi. Treo lưng kìa, treo lưng kìa. Từ từ ơi, từ 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 từ. Từ từ. Em đừng có bò ve tới được không? Công nhíp rồi nè. Ê, đều đừng có ve dưới một lúc mày. Đừng có ve. Bây giờ bò tới đừng có ve. Rồi.